có kinh tế liên doanh, có kinh tế tư nhân và có kinh tế của các thành phần nước ngoài, có nghĩa 100% vốn nước ngoài. Có nghĩa là nền kinh tế của Việt Nam nó đa dạng hóa các thành phần sở hữu, chứ không phải chỉ là có sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân. Cứ và nói cho cái anh một phút khác đi. của Việt Nam mình, để em nói nốt chỗ này, khác của Việt Nam mình ở chỗ là gì? Là mình có định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là mặc dù mình vẫn phát triển, công nhận cái sự phát triển của kinh tế tư nhân, nhưng kinh tế nhà nước vẫn chiếm những cái thành phần kinh tế rất quan trọng, những cái ngành rất quan trọng để điều tiết xã hội, để làm cho xã hội có công bằng, để cho cái khoảng cách giàu nghèo của các vùng nó không quá lớn. Vì sao mà các bạn biết là có 15 tỉnh là làm và nộp ngân sách nhà nước, làm thừa đấy, thừa và nộp được ngân sách nhà nước, nuôi 50 mấy tỉnh, bốn mấy tỉnh còn lại, thì các bạn biết đấy chính là định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta muốn phát triển đồng đều. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, nếu như mà cứ để 100% cho họ phát triển, thì bên tôi nói thật, Hàn Quốc hay là Malaysia hay là Singapore chắc cũng không phải là cái gì xa vời đâu. Đấy, em nói nên như thế. Thế nhưng thành phố Hồ Chí Minh chỉ được giữ lại có 17% cái thu nhập của mình, và còn lại để nộp về ngân sách nhà nước, để nhà nước còn phải nuôi lại các cái tỉnh mà người ta còn nghèo khó. Em đang nói vừa rồi là nếu như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà cứ giữ lại toàn bộ các cái những gì mình mà làm ra ấy, thì trong vòng 5-10 năm thì mình đuổi kịp Singapore ngay, em khẳng định. Nhưng mà vì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và các tỉnh thành lớn khác phải gánh chia sẻ các tỉnh các nghèo. Tỉnh nghèo. Đấy, chia sẻ. Đấy chính là định hướng xã hội chủ nghĩa đấy các bạn ạ. À. Thì chúng ta mới có tiền để chúng ta hỗ trợ những người nghèo, để chúng ta mới có thể hỗ trợ những cái bảo hiểm xã hội cho những người trên 70 tuổi, 75 tuổi. Đấy, rồi là hỗ trợ các cái vùng sâu, vùng xa, họ làm gì ra tiền, họ không có tiền đâu. Nên Bắc Cạn, nên Sơn La, Lai Châu kia nghèo lắm, cái tỉnh nó thu mỗi năm có mấy trăm tỷ, chả đủ cho chi thường xuyên. Chính vì vậy mà các cái tỉnh giàu là mình phải nộp bớt về Trung ương đi. Mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là muốn muốn được giữ lại thêm 28%. Trung ương mình cũng phải thuyết phục là bây giờ anh là một người cũng khỏe mạnh rồi, nhưng mà bây giờ anh mà chạy nhanh quá thì các tỉnh kia nó càng ngày càng xa, thì bây giờ anh phải chấp nhận anh đi chậm đi một tí để anh kéo mấy cái thằng em lên, thì cả cái đất nước mình nó mới phát triển đồng đều, mới đúng là định hướng xã hội chủ nghĩa chứ. Chứ còn nếu như mà này cứ để cho thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội mà cứ thế mà cứ tăng vọt một cách gọi là sản tự tiêu và tự phát triển ấy, thì tôi nói thật, cái khoảng cách giàu nghèo nó vô cùng xa luôn. Chỉ khoảng độ 10 năm mà thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ được giữ lại 80% thôi, em không nói là 80% thôi, thì em nói thật 5 năm sau thì không thể nhận ra thành phố Hồ Chí Minh nữa, vì nó sẽ phát triển khủng khiếp. Thế nhưng mà ở nước mình có rất nhiều anh em dân tộc, 54 dân tộc và đoàn kết các dân tộc, thì chúng ta mới thành một dải đất hình chữ S, thì buộc chúng ta phải có một cái sự chia sẻ. Và cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nó là vậy. Chúng ta không đi sai đường đâu các bạn nhé. Chúng ta đang phải tích lũy lại tư bản, có nghĩa là làm cho đất nước giàu lên đã, công nghệ phát triển lên đã, rồi cái tư liệu sản xuất tốt lên đã. Thì bắt đầu lúc đó chúng ta đã có cái định hướng sẵn là đi trên con đường xã hội chủ nghĩa, thì xã hội sẽ công bằng, dân chủ, văn minh. Đấy, cái tiêu đề của Việt Nam mình là gì? Làm cho xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Có cái nước nào có được cái mục đích tiêu như thế không? Nhưng mà để đi trên một trong những cái thế giới mà vô cùng phức tạp về chính trị, mà lại cực kỳ cạnh tranh như ngày hôm nay, thì Đảng Cộng sản người ta cũng đã làm được rất nhiều điều. Từ cái quan trọng nhất là họ đã giải phóng được dân tộc, thống nhất được đất nước, và họ ổn định được chính trị, phát triển được kinh tế, ngoại giao rất là tốt. Và bây giờ cả thế giới người ta nhìn vào Việt Nam, người ta ngưỡng mộ. Nói câu này thì các bạn là không tin đâu, nhưng mà chính giáo sư mà của ông bên Hàn Quốc, ông sang Việt Nam, ông còn nói rằng Hàn Quốc, Seoul còn phải nhiều cái học Hà Nội cơ, chứ không phải là đùa đâu. Và rất nhiều các cái nước giàu có khác họ sang Việt Nam, họ thấy rằng Việt Nam phát triển rất là khá đều, và các cái quỹ tổ chức định chế tài chính mà người ta luôn luôn ở có những cái người mà người ta ở Việt Nam như là ADB, IMF hoặc World Bank hoặc rất nhiều các tổ chức khác, thì người ta cũng phải đánh giá chứ. Có phải là mình báo cáo cho họ thế nào họ nghe đâu, họ cũng sẽ có những cái người đi nghiên cứu, đánh giá nghiên cứu tất cả vùng đó, đánh giá. Ví dụ như là bây giờ tôi làm một cái có một cái chương trình này để phát triển trong trong cái vùng này để có thể là cải tạo về
nước sạch chẳng hạn, thì người ta sẽ phải đánh giá hiệu quả. Thì người ta đánh giá Việt Nam mình là cũng tương đối nó tốt. Tất nhiên là mình từ một nước nghèo bây giờ mình lên một nước trung bình, nó cũng sẽ có những cái chật choạc. Nhưng mà tôi thì tôi cực kỳ tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng. Và các bạn thấy cái bãi vừa rồi ở trên biển đấy, thì chúng ta cần Khu gì vực phải bãi đao Trường to Chinh búa ấy, lớn đâu. đúng không? Đấy, chúng ta cần gì đao to búa lớn thì hùng hổ như cái bọn Ba Sọc nó cứ bảo là hèn đâu. Mà chúng ta chỉ cần ngoại giao là đã đạt được mục tiêu. Và cái quan trọng là kết quả cuối cùng. Đấy, mà làm sao để cho tránh cho đất nước phải tổn thương. Chúng ta chiến tranh nhiều quá rồi. Chúng ta cần gì? Chúng ta sợ. Việt Nam là đất nước sợ chiến tranh nhất. Tôi khẳng định vì mình quá nhiều chiến tranh. Nhưng Việt Nam không sợ xâm lược. Khẳng định thế. Việt Nam sợ chiến tranh là vì Việt Nam quá nhiều chiến tranh. Nhưng Việt Nam không bao giờ sợ thằng nào xâm lược. Đấy, nó khẳng định. Từ xưa đến nay nó đã khẳng định như thế. Thì cho đến bây giờ quan trọng nhất là trong nước chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ổn định được kinh tế, ổn định chính trị này, Chính trị, rồi bắt đầu phát chúng triển ta kinh mới tế, tập trung được phát phát triển kinh triển tế. kinh tế. Chứ còn cứ bạn cứ tưởng tượng nhá, bây giờ nếu đa đảng, rồi ơi đảng nọ đấu đá đảng kia thì dân lấy đâu ra? Tất cả các đảng nó làm đi đều vì, nếu như đã có đa đảng chúng nó vì lợi ích của chúng nó hết. Kể cả đảng ở bên Mỹ nhá, nó có đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thay nhau lãnh đạo. Nhưng cái mục đích của nó không đổi, đó là vì tất cả là vì quyền lợi của tài phiệt và bọn tài phiệt nó sắp đặt hết. Còn lại nhân dân thì đảng nào lên thì nó có thể mị dân, nó có thể cho dân một vài cái gọi là cái miếng mồi theo lời hứa, còn lại thì không có, tất cả chúng nó đều là mục đích. Em chỉ nói cho anh, Mỹ nó chi mỗi một năm 600-700 tỷ đô cho quân đội. Để làm cái gì? Cái tiền đấy ai ai dám sang đánh nước Mỹ? Bây giờ cái tiền đấy mà ông chia cho cái dân nghèo hoặc ông làm các phúc lợi xã hội tốt hơn đấy, cho những cái dân homeless đấy phải tốt hơn không? Ông cứ cái suốt ngày ông chi cho quân đội để ông đi dọa dẫm hết nước nọ nước kia, ông đánh thả bom nước nọ nước kia. Thế phải là dân Đúng đóng rồi. tiền ra chỉ để thỏa mãn cho, chỉ để làm lợi cho những cái thằng sản xuất vũ khí, chỉ để làm lợi cho những cái thằng tài phiệt đấy, đúng không anh? Thế còn dân được cái gì? Ông chiến tranh thì thực ra dân được cái gì? Không được cái gì hết. Đấy, Đấy, thậm chí thì dân còn phải lo mình ngại nói cơ. công lý một cái tin mới nhất coi như trong ngày hôm nay, Indonesia Vâng. đa đảng đang có biểu tình đấy, bên kia nhá, Ờ, đúng rồi, đúng rồi. 20 người chết và mấy trăm người bị thương đấy, các bạn Đúng thấy không? rồi, Indo, Indo. Đó, Indo, ở bên Indo đấy, đấy là cái tin mới Trời nhất ơi, mình mới nhận kể được. cả cái thằng Hồng Kông đấy, nó được bơm bơm bởi cái dân chủ kiểu kiểu Mỹ, kiểu Anh ấy. Mỹ. Chúng nó đang sống cực kỳ là tự do, hạnh phúc như thế. Hồng Kông là một trong những đất nước phát triển cực kỳ nhanh, con hổ con rồng châu Á, tự nhiên phá lát và bỏ cái đó. Mà em phải nói rằng chúng nó cứ chê Cộng sản Trung Quốc. Thành tựu của Cộng sản Trung Quốc 30 năm bằng nước Anh 200 năm. Các bạn nên nhớ như thế. Chính xác. Cái thành tựu của Trung Quốc 30 năm nhá, mình không thích Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình phải công nhận 30 năm Trung Quốc phát triển, cái thành tựu của nó bằng nước Anh 200 năm và bằng Mỹ 100 năm. Và trong vòng 30 năm nay không có một nước nào giàu nhanh được bằng Trung Quốc, khẳng định luôn. Kể cả cái công nghệ của Trung Quốc không thằng nào bằng, cả thế giới sợ nó. Thì anh thì thấy đừng có nghĩ cộng sản là ngu là dốt, chỉ có những thằng ngu dốt thì mới nghĩ cộng sản là ngu dốt thôi. Chứ đấy, Trung Quốc đây là một ví dụ, Việt Nam này là một ví dụ này. Năm 1990 em nói mình đi họp ASEAN mình ngồi ngồi bét. Vì thu nhập của mình lúc ấy gần gần bét ASEAN mà. Thế nhưng bây giờ mình vươn lên mình vượt cả Philippines rồi. Vài năm nữa em nói thật tốc độ này mình vượt Thái Indo, Lan với rồi Indo Thái. là vượt, là sẽ vượt Vâng, được. rồi Thái Lan dần dần. Và em thì em còn nói đùa năm 2045 là Việt Nam thống nhất bán đảo Đông Dương, đấy là nói đùa. Nhưng mà có nghĩa là ý là nếu Việt Nam mình giữ được cái chính trị này này, giữ được cái đường Phải phải lối ổn phát định. triển ngoại giao kinh tế như thế này thì dân mình là người được hưởng nhiều nhất, các bạn hiểu như thế. Như cái anh gì trước em lên ấy, anh cũng người Đan Phượng anh về ấy. Đấy. Bây giờ nếu ai đó không tin thì cứ về các Tin vùng giả. quê đi, về vùng quê Đan Phượng nhà em hoặc các vùng đi, các bác sẽ thấy rằng toàn biệt thự. Em nói thật, toàn biệt thự, nhà đẹp cực kỳ, thu nhập mình ở ngoài Hà Nội thu nhập không bằng đâu anh ơi. Mẹ chúng nó thu nhập 5 tỷ, tỷ rưỡi. Chúng nó làm nghề ở nhà, chúng nó kiếm tiền khủng khiếp lắm. Không ai tin. Em nói thì không ai tin, nhưng mà thực tế về mà hỏi. Thật sự, bạn Vâng. em nhá, hai vợ chồng nó học hết lớp 7. Mà bây giờ hai vợ chồng nó chỉ có may quần áo thôi. May quần áo xong rồi người ta đến người ta lấy đấy. Mỗi tháng nó để ra 15 triệu. Nó bảo mỗi tháng được khoảng độ tầm 20 triệu. Tháng nào làm nhiều có thể hơn hoặc ít thì có khoảng ít nhất cũng phải tầm 15 triệu. Thì mới nếu 15 triệu chúng nó để 10 triệu, 20 triệu để được
được 15 triệu, vì ở quê thì không bị mất cái gì, tiền thuê nhà rồi, rau dổ thì trồng được, còn chỉ mình chỉ mua thức ăn thịt cá thôi, còn lại thì điện nước thì ở quê cũng rất là rẻ, chứ không có gì là đắt Tiêu cả pha so với cái ở chi quê phí ở thì Việt nói chung Nam. là rất đơn giản. Bây giờ ví dụ như cái quê mình ấy, thì ông già mình còn ở quê mình, thì là ông bảo là một tháng này tao có khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu là tao khỏe rẻ. Thấy Và thôi anh ơi, em xin phép em xuống ạ. Em xin chào anh và tất cả các anh các chị trên diễn rồi, đàn. xin rất là cảm ơn cùng ý.